không biết cái thế hệ tuổi teen bây giờ có cái gì mà gọi là không có không? Ông thấy cái tuổi teen thế hệ bây giờ mà có một cái mà gọi là không có tuổi teen đó nha. Chơi cò cò, chó mép, bún thung, bịt mắt, bắt con dê, trốn tìm hú hí. Trốn tiền bây giờ nó đâu thành trốn tiền, nó thằng toàn vô nhà nghỉ không thằng ơi. Thì ra ngày xưa chỉ trốn tìm như vậy nó mới lãng mạn, thoáng mát. Tôi nói cái chuyện mà cái chơi trốn tiền hồi xưa là tôi có cái nhà nguyện ở đây nè. Cái sân nhà nguyện nó rất là rộng mà rất là sạch sẽ, nó không có một tí cỏ, tuy là mùa mưa cũng không có cỏ luôn nha. Những cái đêm mà trăng sáng mà không có mưa á, là giới trẻ như tụi tôi nè, cái tuổi là cũng tuổi là gọi là tìm tòi rồi đó, 16, 17 tuổi, mà tuổi 16, 17 rồi đó nó ngu lắm chứ không như bây giờ đâu. Những người nào mà nó phát triển lắm thì vấn đề đó là đã độ vỡ bên nó đã thấy luôn rồi. Tôi nói ông là cứ tối lại cái nào đi chơi trò trốn tìm hầu như là đêm nào cũng trốn tìm đi, riết mà cái bụng con kia nó bự chà bớ chà bá luôn. Vui. Mà có tìm được tụi nó đâu, toàn là đi tìm riết mà cái ủa chắc mấy đứa này nó bị gì ma vú. Ma vú mà thực tế là tìm ra chơi chúng ta tìm giỏi lắm, chừng 10 phút như này không, nó chơi lần nửa tiếng không à, Nó chơi vậy mới vui. vui con khỉ về cỡ băng gì 2-3 tháng sau mới đổ ra đùm mà ha, ông gì ông ba con nhỏ nó quýnh dây mà quýnh từ ngày xưa mà nghĩ là mà có bầu trước hôn nhân mà ông nghĩ là cái sự nhục nhã nó cỡ nào, nó không như bây giờ đâu đó. Bây giờ giới trẻ nó khác ở chỗ này nè, nó trốn tìm toàn là trốn trong nhà nghỉ không à. Cái thứ hai đó gì biết không, cái điện thoại gì mà cụ bắp á Nokia. là không bao giờ có nữa, đa số là xài những cái đồ mà check in điện thoại nè, nó không cũng không xài bóp này nọ đúng đâu nha, hiếm cái xài bóp lắm nha, đa số là cầm cái điện thoại đi vậy đó, không bao giờ xài bóp, mà đa số mặc váy mặc đồ để mà ra công viên hay là quán nước gì ngồi check in đó. Đúng rồi. Nhưng mà có đặc biệt thế này nè, tôi suy nghĩ vậy nè, tôi để ý luôn á, không phải suy nghĩ đâu, tại sao là mấy đứa tuổi teen nó lại hay khi mà là tính tiền á, con trai cũng vậy mà con gái cũng vậy đó, khi tính tiền cái bắt đầu cái nó không có bỏ móc tiền trong túi nào đâu, nó dở cái điện thoại nó có cái ốp lưng á, là nó móc tiền đó, đó. Thì đó là cái bóp mà, cái bóp bóp gì mà bóp thật, đó là cái bóp tích hợp á. Không, tôi nghĩ là nó có một cái nguyên do gì đó, tụi nó mới làm vậy. Cái khung đó mà nó dư dư ra xíu rồi anh cũng nhét được tầm 500 ngàn tờ 100 á, cũng đủ để cho anh chữa cháy đó, giỡn đâu. Ủa lỡ người ta giật điện thoại cái có tiền nạp cạp luôn hả? Thì nó chịu thôi, giống như giật điện thoại, ta giật bóp anh thôi, giống như ta giật vỏ anh thôi. Đúng không, là xui là chịu thôi, chứ giờ là mình không có đề phòng mấy đó được đó, xui thì chịu thôi. Đó, xui thì chịu thôi, đó là giống như cái bóp á. Giống như là anh ra đường á, anh quên mang tiền, thì có thể anh quên mang tiền, anh quên mang bóp, thì có thể anh quên bóp, nhưng điện thoại lúc nào anh cũng mang theo hết, vì không có điện thoại là không có được. Đi đâu mà cái đầu tiên phải cầm cái điện thoại trước đã. Anh đi ra quán này một ô chích ba quên tiền, mới sực nhớ ra là trong điện thoại mình vẫn còn cái bóp thứ hai, vạch ra lôi ra tính tiền nhét lại. Đa số bây giờ giới trẻ nhét tiền lẻ, em không nói là nhét giấy tờ gì kia, em nhét ba cái tiền lẻ, tiền từ mấy trăm ngàn á, thường nhét ở trong cái bóp không à, hoặc nhét trong cái ốp lưng điện thoại giống như cái bóp á. Nhưng mà thường thường á, người ta tinh tế á, là người ta sử dụng một cái ốp lưng màu đen, nó sẽ kín đáo hơn. Vậy nghĩ là mờ che cái đồng tiền đi á hả? Đúng rồi. Đó là cái bóp đó, giống như anh sẽ ấp lưng, bị ấp lưng ăn không xài đó, thì em nghĩ anh nên cứ nhét đó 100-200 ngàn, cứ đề phòng đó, để anh đi đâu anh có quên tiền anh còn có cái bóp thứ hai lôi ra để anh đề phòng. Đôi khi nói chứ anh quên tiền em có thật, giống như em lúc em lấy đồ á, điện thoại em có mang theo nhưng mà em không có mang tiền, cứ lên nó chết bà không mang tiền để lấy đồ gửi về, gửi xe về á, người ta phải bắt em chạy về lấy tiền, em kêu chuyển khoản, không ai chịu chuyển khoản. Ủa sao ông điện có điện thoại ông điện về nhà mà ông chạy về chứ? Đi về mất công, bây giờ chạy về nhà rồi cũng mất công, người ta chạy lên về về mình cũng chạy lên về về thôi. Chứ một mình mất công thì bắt không ta theo chi nữa. Mất công rủ người ta chi theo không? Đúng rồi. Không, mà thật sự cái vấn đề mà quên mang tiền, quên mang bóp để mình đi đâu đó là cái chuyện đó bình thường luôn á nha. Đúng rồi. Thật sự tôi bị rất là nhiều khi đi ra mua tô bún đúng không? Thật sự là mình cái đi mặc đồ mặc đạt là chộp điện thoại bỏ túi trước đã. Đúng rồi. Hoặc là cái gói thuốc. Đúng rồi. Là bỏ cái thuốc với lại cái điện thoại trước đã. Mà riêng cái tiền với lại cái bóp hầu như tỷ lệ là hiếm á, hiếm khi nhớ lắm, cho nên bắt cái tiền lẻ lẻ từ 100-200 ngàn anh cứ nhét trong cốp lưng á, anh đề phòng thôi, đôi khi anh quên tiền anh có cái chữa cháy nó mất công, lại tốn công anh chị đi về mất công lắm.
nghĩa là mình nên nhét vô ít tiền lẻ trong đó. Nhiều khi mình quên bóp quên đồ, là có một cái ví dụ như đổ xăng là chẳng hạn này. Đúng rồi. Hoặc là mình đi mua cái gì lặt vặt chẳng đúng hạn. Rồi, nhất là mình đi đổ xăng á, anh đang đi ví dụ anh nhớ là anh đi đổ xăng cho vợ anh đúng không? Mà anh chạy ra đó, đâu ai đổ xăng thiếu cho anh đâu. Đúng xăng không đổ thiếu luôn. Chỉ cầm giấy tờ rồi đưa nó mới chịu đổ thôi. Đúng rồi, nó kêu là chạy về mất công nữa. Có một lần tôi cũng cầm được cái điện thoại của bác ra đưa chưa cho tiệm xăng á. Ừ. Thì ra là gọi là cái bóp thứ hai hả? Bóp thứ hai đó. Đầu. Ê, vậy để tôi vô tôi kiếm. Mà tôi đâu có cái điện thoại tôi của bác mà ốp lưng nhét được không? Được, bình thường. Mấy sao có ốp lưng mà xài được gì đâu. Cái điện thoại hai ngón tay á. Không tay hả? Nó có cái vỏ không mà. Thì mở bỏ ra nhét vô, ốp lại. Nhét cái vô được hả? Ừ. Đồ cũng được á, để tôi làm thử này. Ok.